Nổi danh là mỹ nhân hàng đầu của showbiz, nhưng Lưu Diệc Phi lại là người cực kỳ kín tiếng. Những thông tin về đời tư của Lưu Diệc Phi rất hiếm hoi. Bản thân Lưu Diệc Phi cũng ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng của mình. Chính vì thế, câu chuyện tình cảm của Lưu Diệc Phi luôn trở thành đề tài nhận được sự quan tâm của mọi người. Bước chân vào làng giải trí gần 20 năm, Lưu Diệc Phi đã vướng tin đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Hồ Ca, Lâm Chí Dĩnh, Vương Lực Hoành. Nhưng đến nay chỉ có một mối tình duy nhất được nữ diễn viên công khai, đó là Song Seung Hun, nam tài tử thuộc top đầu của làng giải trí Hàn. Ở tuổi ngoài 30, câu chuyện yêu đương của Lưu Diệc Phi khiến khá nhiều người tò mò. Paparazzi cũng hy vọng có thể săn được hình ảnh hẹn hò của cô nàng. Tuy nhiên, cái paparazzi nhận được sau khi theo chân cô nàng chính là hình ảnh Lưu Diệc Phi đi ăn lẩu và mua sắm cùng trợ lý với sắc mặt không mấy năng lượng. Một tuần qua, Lưu Diệc Phi liên tiếp dính thị phi rắc rối gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Đầu tiên, cô bị ban tổ chức giải Kim Ưng xóa tên khỏi đề cử vì không có quốc tịch Trung Quốc. Sau đó, nữ diễn viên vướng nghi vấn hẹn hò với sao trẻ Vu Thích. Đáng nói, Vu Thích hiện là cái tên bị tẩy chay vì loạt bê bối tình ái ngoại tình làm nữ diễn viên Hồ Liên Hinh rò rỉ clip trưởng thành đến nhận bao nuôi từ phú bà ông lớn trong showbiz để thăng tiến. Việc dính tin đồn có mối quan hệ tình cảm với Vu Thích khiến danh tiếng Lưu Diệc Phi chao đảo. Đáng chú ý, trước khi dính tin đồn hẹn hò với Vu Thích, Lưu Diệc Phi vẫn thoải mái lộ mặt và vui vẻ đi dạo phố, mua sắm, ăn uống cùng bạn bè. Do đó, nhiều người cho rằng, những thị phi gần đây, nhất là việc bỗng bị réo tên trong drama tình ái của Vu Thích, đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Lưu Diệc Phi. Trước đó, vào ngày 12 tháng 9, mối quan hệ của Lưu Diệc Phi và Vu Thích trở thành tâm điểm chú ý trong dư luận Trung Quốc. Cặp sao vướng nghi vấn hẹn hò sau khi một tài khoản mạng xã hội cho biết từng nhìn thấy Lưu Diệc Phi và đàn em kém 9 tuổi đi xem phim cùng nhau. Theo nguồn tin, Vu Thích đã đưa Lưu Diệc Phi đến xem suất chiếu sớm tác phẩm A Lạp Thái Của Tôi mà anh đóng chính tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Họ người trước kẻ sau vào rạp nhưng lại ngồi cạnh nhau. Sau khi kết thúc buổi xem phim, Lưu Diệc Phi và Vu Thích lên hai xe khác nhau ra về. Tuy nhiên, điểm đến của họ đều là khu biệt thự ở Lệ Đô, Bắc Kinh, Trung Quốc. Nguồn tin cho rằng biệt thự ở Lệ Đô này có lẽ là của Lưu Diệc Phi. Tin tức này đang được dư luận đặc biệt quan tâm vì Vu Thích đang là cái tên cực kỳ tai tiếng trong vài ngày qua do tình trường phức tạp dính líu đến scandal ngoài luồng. Năm 2023, Lưu Diệc Phi và Vu Thích tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình kỷ niệm 100 năm của hãng Disney Wish. Lần đầu làm việc cùng nhau nhưng cặp sao sớm trở nên thân thiết. Netizen còn soi được khoảnh khắc Lưu Diệc Phi thân mật khoác vai Vu Thích khi chụp ảnh cùng nhau. Trong khi đó, Vu Thích lại gây chú ý khi gia nhập hội chỉ follow mình chị khi theo dõi Lưu Diệc Phi trên Weibo. Lưu Diệc Phi cũng là sao nữ duy nhất Vu Thích follow từ trước đó anh từng quay phim chung với không ít mỹ nhân. Sự tự nhiên và thoải mái của cặp sao khi ở bên nhau làm dấy lên nghi vấn họ nảy sinh tình cảm và đã bí mật hẹn hò sau lần hợp tác nói trên. Kể từ khi dính tin đồn tình ái với mỹ nam tài tiếng nhất showbiz hiện nay, Lưu Diệc Phi chưa lên tiếng về bất kỳ điều gì.